Hello mọi người, lâu lắm rồi Siro với lại lên sóng gặp mọi người. Siro chào mọi người đấy. Đó, trong cái tuần này và trong cái đợt này thì hơi bận một chút, ít video vì bận là đến cái đợt là cho cún con nó về với chủ. Thì trong cái tuần vừa rồi là hai con đực con của con Vinci đã về với chủ trước. Và hai con cái của con Nancy cũng về với chủ đến sáng ngày hôm nay, là một con cái nữa của con Nancy về với chủ. Thì cũng con nó còn con đàn con Nancy là còn một con cái, và còn đực còn đàn của con Vinci thì cũng còn một con đực giá rẻ và mấy con cái đó. Thì mọi người mà quan tâm đến cho con thì mọi người có thể xem kỹ và chốt đón sớm, vì hết tháng này âm lịch là tháng sau nó sang tháng 7 là sẽ đến cái tháng mà nhiều người kiêng không đón cún con. Thì mọi người nếu mà ưng cái đàn cún, trong hai cái đàn cún này, thì mọi người sẽ liên hệ chốt sớm, chuyển sớm. Còn một con cái của đàn con Vinci thì hai ngày nữa sẽ về với chủ đó. Thì cái đợt này là cái con cuối con là giá nó rẻ hơn so với bình thường, vì là này ít người nuôi được. Thế thì nhưng mà vẫn có nhiều người là thắc mắc là cái giá cái con cuối con của trại mình nó tại sao nó lại vẫn cứ cao hơn cái giá cái con cuối con bình thường, không phải cao nhất nhưng mà có thể là cao hơn đa số cái con cuối con bình thường. Thì có thể chia sẻ với mọi người một chút là vì là cái đấy nó do cái nền tảng gốc từ những cái con cún giống mà mình nhập về là giá nó cao hơn, nó gấp đôi gấp ba những con cún mà mọi người nhập về cùng là con chó đi mua về đấy. Nhưng tại sao mà giá nó gấp đôi gấp ba mà mình vẫn nhập, vì nó có sự khác biệt. Nó khác biệt về cái độ khôn của con chó, nó rất khác biệt. Và kể cả là về cái kẻ vẽ của con chó, với mình nhìn nhận là những cái con cún của mình này, cái kẻ vẽ của nó, các cái kẻ vẽ là nó sắc nét hơn, nó tinh xảo hơn, với mình nhìn nhận là như thế, và mình thấy nó đẹp hơn đó. Và rất nhiều người mà những người quyết định bắt con cún của trại nhà mình cũng vì như thế, thấy con chó nó khôn hơn và thấy nó sắc nét hơn đó. Nhưng tại sao mà mọi người là sẽ thấy là cái giá của con cún con nó sẽ của trại mình sẽ nó sẽ luôn cao hơn ở bên ngoài một chút, là đấy, vì là do cái gốc đấy, do cái gốc ấy và do cái chăm sóc, mình sẽ chăm sóc ở những cái chế độ để cho con cún nó tốt nhất. Và do cái gốc vào từ có thể nó vài đời rồi, nhưng mà tóm lại nó vẫn là cái gốc vào. Và thêm vào nữa là gì, là cirrhosis đấy, là vì là cái con cún nó ưu việt hơn, mình nhìn nhận là con cún của mình ưu việt hơn, thì đương nhiên là so với lại con cún kém ưu việt hơn giá nó phải cao hơn. Đấy là cái điều rất là hợp lý. Và có rất nhiều người lăn tăn cũng vì cái lăn tăn đấy mà ăn quả đắng, cũng vì cái lăn tăn là vì có thể là nó cao hơn 1 triệu, cao hơn 2 triệu so với lại một con cún khác. Cho nên là không bắt con cún này mà bắt con cún khác, nhưng sau đấy thì lại về thì lại cứ thắc mắc với mình là về cái này cái kia, sao con cún của em nó không như của anh, sao nó không quấn chủ như thế, sao cái thái độ của nó nhìn nó không khôn như thế này kia đó. Đó là những cái mà nó có thể tranh lên, không nói là chỉ tranh 1-2 triệu, tranh 1-2 triệu nó là tranh quá ít. Nhưng mình cứ nói giả sử hai con cún con, một con 25 triệu và một con 10 triệu. Thì cái con 10 triệu các bạn có đắp vào thêm 15 triệu nữa nó cũng không thành con 25 triệu được. Đấy là khi cái khoảng cách có lớn. Đắp thêm 15 triệu nó cũng không thành con 25 triệu. Mà đắp thêm 20 triệu là 10 triệu cộng 20 triệu bằng 30 triệu. Nhưng nó cũng không thành thêm con 25 triệu được, dù các bạn có đắp cho nó ăn vào như thế nào đi chăng nữa. Dạy rồi cho ăn rồi này kia, nó cũng không thể thành cái con 25 triệu được, nó không thể đạt được cái độ con 25 triệu. Đấy nó là những cái nó gọi là cái ở cái vốn có của nó về cái mặt di chuyển.
Thế cho nên mình sẵn sàng là mình nhập cái con chó về với cái giá gấp đôi gấp ba người ta nhập ở nước khác, mình nhập ở Đức, giá về gấp đôi gấp ba con chó người ta nhập ở nước khác, chính là vì cái vốn có của nó đấy. Mà những cái con chó giá rẻ hơn mình không nhìn thấy được cái vốn có, những cái mà mình cần như ở cái con chó mà người ta bán giá gấp đôi gấp ba và mình mua con chó đắt gấp đôi gấp ba đó. Còn đấy, với cái con cún cỏ trại nhà mình thì có thể nói là chia sẻ một chút là có thể nói là những cái người mà nếu mà cứ ai mà theo dõi cái YouTube theo dõi các con cún cỏ trại nhà mình khoảng từ 6 tháng trở ra thì mọi người sẽ không ai thắc mắc nữa vì sao mà các con cún của mình bán cao hơn, mà mọi người chỉ có là bây giờ con nuôi được không, kinh tế của mình nó đã phù hợp chưa, rồi thời gian rồi không gian rồi này kia, chứ mọi người sẽ không thắc mắc là sao cái con cún của mình người ta có thể là người ta bán 7 triệu 8 triệu mình bán 10 11 12 triệu đó, với những con giá rẻ thì mọi người sẽ không thắc mắc được cái việc đấy nữa vì là chúng nó khác nhau và có bù thêm nhiều tiền nó cũng không thể biến từ cái con cún chậm thành con cún nhanh được. Có thêm đắp thêm bao nhiêu tiền nó cũng không thể bù, nó cũng không thể làm cho con cún từ không quan tâm đến chủ thành quan tâm đến chủ, quan tâm thật nhé, chứ không phải là quan tâm bằng cách dạy. Nếu quan tâm bằng cách dạy thì nó vẫn chỉ là gọi là máy móc thôi, nó tự bản thân nó quan tâm, nó quan tâm thật, nó quan tâm, nó có tình cảm, nó có cảm xúc của nó đó, chứ không phải là dựa vào cái đồ ăn để gã gẫm nó, không phải như thế. Tự cho nó có cái cảm xúc của nó, cho nó muốn gần gũi mình. À, Siro đứng lên ngồi đấy. Tại sao Siro bây giờ làm là vì là vừa là quay một cái video rồi 20 phút rồi nhưng mà đeo cái mic rồi lại không để ý là hai cái mic, thì một cái mic đeo ở cổ nó là hết pin thành video là không có tiếng nên Siro bây giờ bắt Siro quay thêm một đoạn để Siro hơi chán nhỉ. Đây, cho Siro hạt đây. Đó thì chia sẻ mọi người một chút thế. Còn cái có một cái thực tế là như thế này này, thực tế là 10 người bắt con cún của mình thì 9 người hài lòng. Đấy là những người các bạn mà xem video này nhá, bao gồm cả những người mà đã đón cún của mình rồi. Những cái người mà đang nuôi với con cún cổ trại nhà mình và những người quan tâm và những người thích, những người có thể là sắp bắt hoặc là những người là chỉ đơn thuần là đang nuôi con cún rồi nhưng mà thích những con cún của trại nhà mình thì vào xem. Nhưng bao gồm những người đang nuôi nha, là những người mà có thể là nuôi từ lâu rồi hoặc là những cái người mà mới nuôi cái con cún của trại nhà mình, thì mình có thể khẳng định với các bạn là 10 người bắt con cún của trại nhà mình thì 9 người hài lòng. Đó, hài lòng vì sao? Hài lòng vì con cún nó khôn. Có cái con cún nó khôn, nó chiều mình, nó quay mình là nhất, lúc nào nó cũng như thế thì đương nhiên là nuôi con cún sẽ thấy hài lòng và rất nhiều thứ khác nữa. Mình nói đơn giản là từ cái nét của con cún, như mình nhìn nhận là cái con cún của mình cái nét của nó tinh xảo hơn, nó tinh xảo hơn cái những cái con cún bình thường đang có hiện tại, nhiều con cún nhà mình nó tinh xảo hơn. Đấy là do cái thẩm mỹ của mình. Nhưng cái thẩm mỹ của những cái người mà đoán con cún của mình cũng tương đồng như vậy. Mọi người cảm thấy là con cún của mọi người nó đẹp hơn những cái con cún khác, còn không cần biết những con cún kia nó là như thế nào. Nhưng tóm lại tôi nhìn thấy con cún của tôi nó đẹp. Đó là cái mà hài lòng. Nhưng mà cái quan trọng nhất là về tính cách. Thì cái đấy là 10 người mà đoán con cún của mình thì có thể nói là 9 người hài lòng. Mà mình cũng không để cho cái người không hài lòng đó con cún của mình, trừ những trường hợp nó sơ sẩy thôi. Những cái đấy thì không tránh được. Những cái trường hợp mà có thể là khi mà bắt thì nói một kiểu, thế thì mình giao cái con cún cho theo đúng cái nhu cầu, cái mong muốn ấy, thì có thể sau đấy về lại giao một kiểu khác, lại là có thể là không hợp với này, cái mong muốn là có vẻ không hài lòng. Nhưng không hài lòng nhưng mà nó cũng là tùy. Có người thì không hài lòng nhưng mình bảo thế thì giao lại cái con cún cho mình đi rồi mình trả lại tiền thì cũng không giao lại đó. Tức là cái đấy là không hài lòng ít. Còn có những cái người là
gọi là cá thèm chóng chán thì không hài lòng nhiều thì có thể là bảo giao lại cún thì giao lại. Và cái tình trạng đấy ấy, là nó có ngày trước cái thời mới đầu bán cún thì gặp nhiều, chứ còn như đến hiện tại bây giờ thì hiếm lắm, hiếm người như thế lắm. Bởi vì vì là nếu mà mình nghe cái giọng khi mà hỏi về con cún không hài lòng, chưa cảm thấy hài lòng với con cún hay là như thế này như thế kia thì là mình không bán nữa. Chứ không phải là cứ cún của mình có ở đấy, cún đang tìm chủ đấy, nhưng không phải ai mình bán đâu. Cái đấy là mình khẳng định với các bạn luôn, và hiện tại bây giờ vẫn đang như vậy. Không phải là cứ cầm cục tiền mà ném ra mà mình bán đâu, còn phải xem là ông có quý con cún thật không. Vì nó như thế này, nó phát sinh những cái tình huống là khi mà bắt ấy, thì rất là thiết tha đuổi bắt, nhưng mà cả thèm chóng chán. Và một cái thời gian ngắn sau là bắt đầu là chán rồi này kia, thấy nó thế này thế kia. Sau đấy là anh ơi anh tìm chủ cho con cún hộ em, thì thực sự mà nói anh ngại. Vì nó như thế, nó vào cái tình huống là mình tâm đâm ra tự mình cứ phải lăn tăn suy nghĩ. Vì sao? Vì là con cún đấy nó về nó bị bỏ bê, nhìn nó không đành lòng, nhìn thương hại lắm. Thà là chủ điều kiện không có nhưng quý con chó thì còn hơn là chủ cho ăn vàng ngăn bạc nhưng mà lại hời hợt với con chó. Đấy là nó là như thế. Vì cái giống chó này tại sao? Vì là những cái con chó của mình nó đều rất là khôn, có thể khẳng định một điều như thế. Chúng nó hiểu rất nhiều thứ và chúng nó có cái nhu cầu cảm xúc, nhu cầu tình cảm. Chứ nó không phải như những cái con ea à đâu. Những con nó càng khôn thì nó càng có nhu cầu tình cảm. Và nó có thể nó bị xỉ chép. Cho nên là cái sự quan tâm, cái sự gần gũi của chủ là rất là cần. Bận lên thì có thể qua nhìn cái nó chào nó, gọi tên nó là ok, nó vui rồi. Nhưng không quan tâm gì đến nó là nó hụt hẫng, đại khái như thế. Thế cho nên là về cái con cún này là nếu những cái người mà muốn một cái con cún có khôn, một cái con chó đúng cái nghĩa là một cái con chó gọi là thực dụng. Thực dụng ở đây là cái con chó là nó nuôi nó là nó phải yêu mình, nuôi nó là nó phải có cái tác dụng, nó cũng trong nhà, nó cũng này kia, và nó quay mình là chủ và nó thuần mình tuyệt đối. Đấy là cái thực dụng, chứ không phải là nuôi con chó cảnh. Con chó cảnh thì là cái độ thực dụng của nó ít hơn. Thì nếu mọi người mà thích những cái con chó như thế, đặc biệt là thích con chó khôn của cái giống rốt này, thì mọi người có thể xem hai đàn chó con mọi người chọn. Đợt này giá nó mềm hơn, giá nó mềm hơn, và cái cơ hội để mà giá mua cái con chó con giá mềm hơn như thế này nó không có nhiều. Vì nếu không có gì thay đổi là sau cái đợt mùa đông này thì đến đợt mùa hè sau mình sẽ cho một loạt chó cái nghỉ sinh sản. Nghỉ sinh sản vì là đợt này nó có ít người nuôi, mình sẽ cho nó nghỉ sinh sản, chứ nó không cho nó sinh sản nhiều, sinh sản đều. Cái quãng nghỉ nó sẽ dài hơn, để đến khi nào có nhiều người nuôi thì lúc đấy sẽ cho sinh sản lại. Đó. Thành ra là như đợt này là có thể đón chó con, có thì tiếp vào cái đợt tới này là cái đợt mùa đông, đông xuân. Đó, có thể là có 2-3 đàn chó con nữa. Còn mùa hè năm sau là chắc là, nếu mà mùa hè năm sau không có gì thay đổi, chắc chỉ có 1 đàn chó con, chứ không có nhiều. Đó, hoặc chẳng có đàn nào. Đó, mọi người thấy Siro xinh không? Quá xinh luôn. Yeah. Ok, Siro xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay hành Siro quay video là hành Siro 30 phút rồi. 20 phút trước video lỗi, không có tiếng phải xóa đi, và bây giờ là thêm đến cái đoạn này nữa là 15 phút rồi. À, vất vả Siro hôm nay làm diễn viên hơi lâu. Siro sát vào đây nào, chào mọi người đi, xinh gái thật là xinh gái nào, nhìn vào đây này, nhìn đứa nào ở trong video này, Siro nhìn thấy chưa? Siro nhìn thấy đứa nào ở trong video xinh gái chưa? Rồi ok luôn, rất xinh. Thả tim, tim, sợi, ơi, tim. Mọi người nhìn Siro có thấy nét giống Pila với nệm mèo xì không? Quá xình luôn, đúng không? Rất là thơm, không có một tí mùi gì luôn. 3 tuần rồi không tắm.
người thơm phức, không có một cái mùi gì luôn, nuôi nó sướng, nhà nó không mùi, không có một mùi gì. Đấy là cái gọi là cái nó sẽ rất thuận lợi để nuôi. Ai mà muốn nuôi gần chó mà cho chó này nằm ngủ cùng cũng được, vì nó không có mùi, nó không bị ám mùi ra phòng ra trang chiếu, sắc nét luôn, nét căng màu mà nhìn khôn. Ok, Siro xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha. Video sau sẽ quay hai con chó con của con Siro. Hiện tại bây giờ nó đang ngủ cho nên là không có quay cho nó ở trong cùng phòng nhưng chỗ nó đang ngủ nên là không quay, mà cũng không quay là vì chúng nó đang tuổi cho con nó bắn nhắn, có một con thì ok chứ hai con là nó cứ tranh nhau nó không ngồi yên được. Ok, Siro xin chào tất cả mọi người.